Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của ReviewOS. Và hôm nay thì mình có ở đây một chiếc Xiaomi Mi 11 với một chiếc hộp dày hơn, thể hiện rằng đây chính là phiên bản chính hãng về Việt Nam. Và ở bên trong thì các bạn sẽ được tặng kèm luôn một củ sạc. Các bạn thấy không ạ? Ai không ạ? Vâng, và chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu ngay video để chúng ta mở hộp nhanh và trên tay chiếc Xiaomi 11 này nhá. Đầu tiên thì sẽ vẫn là một hộp để đựng phụ kiện của chúng ta. Ở bên trong các bạn sẽ có một chiếc ốp trong suốt này. Mình nghĩ là nhiều bạn sẽ đi mua cái ốp mới vì cái ốp này trông có vẻ nó khá là mỏng so với lại nhiều bạn mong muốn. Và tiếp theo ở đây là sách hướng dụng này, que chọc sim. Nhưng mà không biết là ai bốc nó đi mất rồi. Ok, nhưng yên tâm là các bạn mua máy về thì sẽ có cái que đó nhá. Bỏ sang một bên thì ở phía dưới này chính là chiếc máy của chúng ta, Xiaomi Mi 11. Thực ra ấy, là khi mình mở hộp này thì mình mở nhanh thôi vì các bạn đã xem quá nhiều video mở hộp kiểu như thế này rồi. Thì cái điểm khác biệt lớn nhất đó chính là nằm ở phần dưới đây ạ. Một chiếc hộp dày sẽ có cái gì? Đó chính là có một củ sạc 55W đi theo. Và củ sạc này sẽ là cổng USB Type A. Ở đây sẽ là một cổng USB Type C này các bạn. Ok, như vậy thì chiếc Xiaomi Mi 11 này vẫn không có tai nghe đi theo. Xong phần mở hộp thì hãy cùng mình đến ngay với lại chiếc Mi 11. Những cái điểm ấn tượng tốt của mình ở trên chiếc Xiaomi Mi 10 thì nó vẫn còn lại ở trên chiếc Mi 11 và nó được phát triển lên. Một cái mặt lưng khi mà chúng ta sờ vào nó cảm giác hơi nhám nhẹ, vì thế không bám mồ hôi dấu vân tay. Các bạn có thể sử dụng trần luôn cái mặt lưng này mà không dùng ốp cũng được, nó rất là đẹp. Và đặc biệt là cái bản màu xanh thì mình thấy rằng nó còn đẹp hơn cả bản màu đen mình đang cầm ở đây. Tuy nhiên với cái phần cụm camera này thì đây sẽ mình thấy nó hơi dày lên một chút. Vì vậy khi sử dụng chiếc máy này thì các bạn cũng sẽ cần phải bảo quản cụm camera kỹ lưỡng một chút để tránh những cái tai nạn nó không mong muốn xảy ra với lại cụm camera này. Và khi mình để xuống mặt bàn, đâu để xem có kênh không nhá. Ok, nó có hơi kênh nhẹ một chút. Một điểm đặc biệt ở trên chiếc máy này mà Xiaomi nhấn rất mạnh ở ngay phần khung viền của máy luôn, đó chính là phần cặp loa của máy được tinh chỉnh bởi Harman Kardon. Và cặp loa này mình đã có nghe thử thì ok, âm thanh của nó nghe sướng hơn và phê hơn rất là nhiều. Như vậy đây có thể nói là một điểm cộng lớn dành cho Mi 11. Và với cái việc được tinh chỉnh như thế này thì mình tin rằng là khả năng quay video của máy cũng sẽ được cải thiện hơn phần thu âm ấy. Nên là khi nào mình có cái điều kiện test sâu hơn máy thì mình sẽ trải nghiệm xem là cái phần quay video và thu âm của máy nó có được cải thiện nhiều so với Mi 10 hay không nhá. Còn video này chúng ta cùng nhau trên tay nhanh thôi. Và trong phần thiết kế này thì ngoài mặt lưng nhám ra thì phần khung viền của máy vẫn được làm bằng thép rất là chắc chắn. Và phần cạnh trên của máy thì được giữ lại cổng hồng ngoại để giúp các bạn điều khiển thiết bị trong nhà, một cái điểm mình rất thích ở trên những thiết bị Xiaomi. Đối với lại phần cạnh dưới của chúng ta thì thiết kế cũng khá là đơn giản, giống như là ở trên chiếc Xiaomi Mi 10. Có một điểm mình rất là mong chờ sự nâng cấp đến từ Xiaomi, đó chính là vị trí đặt loa. Và có vẻ như là Xiaomi 11 đã làm cho mình cảm thấy hài lòng với cái vị trí đặt loa của máy. Đây, như các bạn thấy này, phần này là phần cụm camera của máy. Và khi mà chúng ta chơi game ấy, thì mình không bao giờ mình muốn cầm đè vào camera, nên là mình sẽ phải cầm như thế này. Đây, mình sẽ phải cầm máy như thế này. Và lúc này thì cái phần loa của máy nó đã không bị che vào tay của mình nữa. Đây là loa này, và đây là loa. Mình chỉ hơi che phần tay trái thôi, còn tay phải của mình nó không bị che. Và tất nhiên là tay mình cũng không bị đè vào cụm camera khi chúng ta quay ngang máy để chơi game. Và đối với phiên bản quốc tế ở đây thì các bạn sẽ có MIUI Global 12.0.3. Hiện tại thì mình chưa thấy lên phiên bản mới nhất là 12.5, nhưng có lẽ là một thời gian tới chúng ta sẽ cùng nhau chờ. Và cái phiên bản mà về Việt Nam thì sẽ là 128GB RAM và 8GB ROM. Phần cấu hình của máy thì các bạn cũng biết con chip 888 bây giờ nó đang như thế nào rồi. Xiaomi cũng nói rằng là họ sẽ fix cái lỗi bị nóng máy ở cái phiên bản nội địa. Vì thế anh em nào mua quốc tế có thể yên tâm cái vấn đề này trong quá trình mới. Các bạn chỉ cần là update máy lên thôi sẽ xử lý được cái vấn đề quá nhiệt khi mà chúng ta chơi những tựa game nặng. Ở trong phần màn hình của máy thì có một cái mình rất thích, đó chính là máy có 120fps nhưng mà là ở độ phân giải 2K. Đây, như các bạn thấy khi vào màn hình này, Quad HD cộng, mà chúng ta vẫn giữ được tốc độ làm mới ở đây là 120fps, thì đó là cái điểm mà mình cảm thấy hài lòng nhất. Trên một số thiết bị bây giờ thì vẫn đang bị thiếu đi cái phần này. Màn hình của chiếc máy này thì có được làm cong sang hai bên. Vì thế nên mình khuyến cáo các bạn là khi chúng ta sử dụng hãy nhẹ tay với những chiếc điện thoại có màn hình cong. Phần camera trước của máy sẽ được đặt ở phía bên trái và phía trên nhỏ nhắn như thế này. Mình thấy rằng phần viền xung quanh camera rất là ít nên các bạn có thể yên tâm về độ hoàn thiện. Đối với lại chất lượng tấm nền của máy thì mình mới chỉ sử dụng qua trong khoảng tầm 10 phút thôi. Và mình thấy rằng cái chất lượng tấm nền này tốt đúng như những gì được quảng cáo. Có thể các bạn bây giờ chúng ta có rất là nhiều trang đánh giá màn hình, các bạn có thể lên để tham khảo cái thông số ở trên đó để chúng ta có một cái nhìn nó kỹ thuật hơn. Còn cá nhân mình khi mà mình sử dụng thì mình thấy rằng đúng là nó đẹp và những cái màu sắc ở hiển thị đây nó làm cho mình cảm giác nịnh mắt. Có lẽ là để đánh giá sâu hơn thì mình sẽ cần thời gian để xem Netflix với cái chiếc máy này nhiều hơn. Chứ còn những cái trải nghiệm thường ngày như thế này thì khó mà có thể nói được rằng cái khả năng của tấm nền này nó đến mức như thế nào. Mi 11 có rất nhiều cái ngon nhưng mà còn một thứ ngon nữa, đó chính là camera.
chuẩn điện ảnh năm nay của Mi 11. Khi mà trải nghiệm thì mình bấm chụp cái tấm ảnh đầu tiên là mình đã cảm thấy cực kỳ ưng ý rồi. Nhưng mà mình sẽ để cái phần thú vị này lại trong một cái video đánh giá camera chi tiết, các bạn chờ mình nhá. Video này thì mình chỉ muốn trên tay nhanh chiếc máy thôi, nên là mình sẽ kết thúc với một cái thông số, đó chính là viên pin của chúng ta. Với dung lượng 4600 mAh thì chiếc máy này chắc chắn sẽ đủ cho các bạn trong một ngày sử dụng. Và với những cái bản tối ưu tiếp đây của Xiaomi thì kiểu gì thời lượng pin cũng sẽ tốt hơn. Vì như các bạn biết mà, khi mà máy này còn đang bị quá nhiệt thì chắc chắn là thời lượng pin của máy cũng sẽ ít hơn. Khi chúng ta giải quyết được vấn đề đó đi thì thời lượng pin của máy cũng sẽ tăng lên được phần nào. Và theo như mình thấy thì chiếc máy của chúng ta còn được trang bị công nghệ sạc nhanh 55W nữa, nên việc sạc đầy viên pin 4600 mAh này nó cũng không phải là một cái vấn đề gì mà các bạn cần phải suy nghĩ, chỉ cần cắm máy vào vậy mà chờ máy đầy thôi. Nhưng đây, cái vấn đề chính là nằm ở chỗ 55W của Xiaomi lại không phải cổng Type-C mà là cổng Type-A. Và theo như nhiều anh em Xiaomi hay nói với mình ấy, thì các bạn sẽ cần giữ cái củ sạc này tốt một tí để tránh việc chúng ta mà bị hỏng thì lại phải đi mua lại. Có một cái thử nghiệm rất là vui này nhá. Các bạn thử mang cục sạc này và mang đúng cho mình cái dây cáp này. Sau đó các bạn đem sạc vào MacBook và hãy thử bật cái phần software của máy lên, phần report của máy, để xem nó có báo là nhận PD và nhận là bao nhiêu watt nhé. Phần này rất là vui đấy, mình sẽ để lại cho anh em. Còn video của mình sẽ kết thúc ở đây. Và các bạn thấy sao về chiếc Xiaomi 11 được về Việt Nam như thế này? Anh em có cảm thấy vui không? Và anh em có cảm thấy phân vân điều gì không? Còn nếu các bạn phân vân về mức giá ấy, thì các bạn có thể search lên cho các đại lý, và mình thấy rằng có những đại lý nếu trừ hết quà đi, trừ cả khuyến mãi, thì mức giá của máy chỉ về có tầm hơn 17 triệu thôi. Một mức giá nó quá là hời và có thể nói là đánh bẹp được với lại anh em nào đang định mua hàng sách tay. Bởi vì mua sách tay thì các bạn sẽ mất rất là nhiều thứ chính hãng, nào là ROM thì chúng ta cũng phải đi up nhá, chế độ bảo hành của các bạn cũng không được đảm bảo bằng việc bạn dùng chính hãng. Và tất nhiên là khi bạn mua chính hãng thì lấy một mức giá cao hơn một chút, các bạn có một con Osin quét nhà mình thấy là khá là xịn. Lần đầu tiên mình thấy là Xiaomi tặng một hẳn con robot mà nó vô cùng hữu ích như thế. Ok, xin chào các bạn, hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.